bạn, đây là team Ban DJ Việt Nam và hiện tại chúng tôi đang trên đường tham gia sự kiện Ultra Music Festival diễn ra trong 2 ngày cuối tuần này, thứ 6 và thứ 7. Và năm nay sẽ có một điều rất là đặc biệt. Thì năm nay tại Ultra Singapore sẽ có một stage thứ tư là nơi để tỏa sáng dành cho các instructor và thí sinh cũng như SRP. Các bạn hãy không ngừng nỗ lực và cố gắng thể hiện chính bản thân mình, biết đâu cơ hội này sẽ dành cho các bạn ở mùa sau. Và đừng quên ngày 26 này sẽ là ngày công bố những bạn thí sinh được chọn cho Miss SRP 2018. Chào. Good luck. Mệt mày quá.